Quý vị và các bạn thân mến, vườn chim ở Ba Vì, anh Thao mình xin giới thiệu video này để củng cố cái niềm tin cũng như khẳng định uy tín của bên mình. Thì hiện bây giờ là đang là 10 giờ đêm, thì anh khách hàng số điện thoại là 0961 033 991 ở gần bến xe Xuân Cương, Lạng Sơn. Anh có mua một đôi chim non về để anh tự bón, nó rơi vào tầm khoảng 13 ngày tuổi. Anh qua điện thoại giao dịch thì anh hẹn là buổi sáng ngày mai để chuyển tiền thì bên mình chuyển hàng. Thế nhưng mà vì mình cũng cảm giác anh ấy là người tốt, mình tối nay mình nghĩ là sáng mai thì mình chuyển từ 6 giờ rưỡi ở quê mình đến 8 rưỡi là xuống đến bến xe Mỹ Đình, và từ 8 rưỡi đến 10 giờ đến trưa thì chim sẽ về đến Lạng Sơn và sẽ nhận được chim. Thế thì mình sẽ chuyển chim trước và bạn ấy sẽ chủ động chuyển tiền cho mình sau. Đây cũng là một cái thiện chí tin tưởng nhau. Mình cũng chuyển vào Sài Gòn thì cũng có anh cũng chuyển tiền trước một nửa vào anh nhận chim, mà sau đó anh hứa anh chuyển nốt tiền cho mình. Thì bây giờ cái việc làm ăn từ xa cũng rất là đòi hỏi chữ tín. Nếu ai mất chữ tín thì cũng không giàu nghèo gì mấy nhiêu tiền sống trong cuộc đời cả. Mình muốn chia sẻ video này để khẳng định rằng tất cả mọi người hãy xây dựng một cái niềm tin từ cá thể nên niềm tin từ tập thể. Thì cái video này ngoài cái việc niềm tin, mình muốn hướng dẫn các bạn cách đóng để vận chuyển chim non làm sao cho an toàn. Thì ở đây thì mình giới thiệu với các bạn, đây là một cái hộp xốp mình lấy ở cái hộp đựng cái mắt camera, bề dày khoảng bề cao khoảng 8 phân, dài rộng khoảng 20 phân, và nó chỉ có mỗi mặt trên này là không bịt kín thôi. Thì ở tứ phía là mình lấy mũi kéo mình cắt thành bốn cái lỗ thông hơi để cho chim có thể có không khí. Đấy. Vận chuyển bằng cái này thì rất là không tốn kém, phải hộp gì cả, một đôi chim có thể nằm gọn ở trong này. Đấy, thì các bạn nót một chút giấy mềm ở đây. Khi con chim nó được nằm lên êm và nó có đi ngoài đi tè ra đây thì nó cũng thấm vào cái giấy, không bị lênh láng cái chỗ bãi. Sau khi đóng vào đấy thì các bạn có thể để lên trên đây và dán băng dính. Thì cái kinh nghiệm chuyển là mình nên dặn nhà xe là nâng niu và để bắt lên trên. Thì trong vườn thì hiện giờ có rất nhiều lứa tuổi, thể theo yêu cầu thì đây là có hai đôi chim nó tầm 12-13 ngày tuổi. Thì hiện giờ là nó cũng đang ngủ ngon. Sáng mai thì một đôi sẽ được chia tay và lên Lạng Sơn ở với bạn đó. Thì mình sẽ bắt được đôi này, là đôi một trống một mái, một con to một con nhỏ. Đó. Con này là con to, con này là con nhỏ. Đấy, thì các bạn, đây là con chim được tầm bón là tập đẹp nhất. Chim này là bón về rất quen người luôn, tầm hơn chục ngày tuổi đây này. Chúng đã kín lông ở cơ thể rồi nhưng mà chúng rất là hiền, chúng không có cái phản ứng là trỗ lại người mà không gì cả. Đến giờ cho ăn là chúng cứ há mồm như bình thường, thấy mình họ tưởng chúng tưởng là mẹ cho ăn bình thường. Thế thì mình sẽ để nó vào đây.
xuống đi con, mình sẽ đánh dấu con nào là con trống, con nào con mái cho khách hàng của mình luôn. Đó, làm thế này. Hai em này là một đôi, hai em này là một đôi. Thì đây là một con, còn đây là con trống, còn dưới là con mái, con trống. Mình sẽ cắt đuôi, mình sẽ cắt đuôi, nó bộ vào đây, cắt đuôi. Còn không thì mình sẽ nhắn tin gọi điện cho cậu ấy, con này nó nhỉnh to hơn một chút, rất khôn. Đấy. Tầm này các bạn có thể thấy là chim rất là đẹp, sờ vào lúc nào người nóng hổi. Chim rất là đẹp, nóng hổi. Ngày mình bón 3 bữa, không bón căng diều quá. Đấy. Thì quý vị các bạn không tin thì quý vị các bạn có thể gọi vào cái số của khách hàng của mình ở trên Lạng Sơn ấy. 0961 033 911. Mặc dù là bạn chưa chuyển tiền nhưng mình vẫn chuyển chim cho bạn. Mình bên mình tin người rất uy tín, không giàu nghèo gì, 500-600 nghìn cả. Thì mình muốn hướng dẫn các bạn là chuyển chim. Đấy, các bạn để như này. Đó. Thì cái độ nắc nư, độ va đập nó sẽ không làm cho con chim nó bị đau, không bị nguy hiểm. Chim như thế này thì các bạn nên nhớ là nếu như mà sáng mai thì mình lại bón cho một hai con một cái lượng thức ăn và diều tương đối. Thì đây này các bạn nhìn nhé, nó tưởng ấy nó vẫn cho ăn, nó vẫn núp núp không núp đấy. 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 Đôi này rất là đẹp, đôi này 100% một trống một mái luôn. Đấy. Còn bên này thì em này giới thiệu với các bạn luôn. Em này nó không phải là cu Nhật mà cũng không phải là cu Pháp. Đấy. Em này gọi là cu vàng. Vàng, lông vàng. Đấy. Lông vàng. Đấy. Con này là lai, chim lai. Lai cu cu đất. Với cái cu phấn hồng nó ngỗng biết là. Em này thì nó lại là con lông. Đấy. Cùng bố mẹ đấy nhưng mà ra con nọ con kia. Bố thì là cu lông. Các bạn thấy không, đuôi chim rất là đẹp, sờ vào nó cũng là nóng hổi. Thì mình sẽ mai mình sẽ đóng cái này và dán băng dính vào, mình gửi ra từ chỗ mình ra đến nhà xe là 6:30, 8:30 là xe chim đến Mỹ Đình, từ 8:30 đổ đi là về các tỉnh. Đấy. Những cái khách hàng của mình gần khu vực Hà Nội thì mình sẽ có người chở xe máy tận nơi ra tận tay. Còn những khách hàng ở quá 100 cây thì nếu như các bạn cảm thấy chắc nép thì các bạn trả thêm phí thì bên mình sẽ chuyển xe máy tận nơi và nhận tiền, giao chim nhận tiền. Còn nếu mà các bạn hơn 100 cây các bạn trả tiền xe máy thì cái cước phí nó hơi cao. Nên là các bạn tùy, các bạn cảm thấy lựa chọn phương án nào thì các bạn lựa chọn. Thì cái số tài khoản để giao dịch bên mình ấy, là 2210205156681. Hy vọng rằng cái vườn chim của mình sẽ được giao lưu phân phối tất cả cái chim giống ngoài miền Bắc và miền Trung, miền Nam cũng như anh em các tỉnh phía Bắc. Mình làm cái video này hy vọng rằng là các bạn có thể là ai có thể là thắc mắc gì có thể comment chat cho mình qua kênh Zalo bằng số điện thoại là đăng ký hoặc số điện thoại liên hệ là 0163 530 9982 để được tư vấn cũng như là để trao đổi. Thì đôi chim này chỉ khoảng mấy ngày nữa thôi là khác hẳn luôn, 2-3 ngày nữa là khác hẳn luôn, rất là quen. Đấy, cho ăn đây, tự giác mỗi con phải ngăn luôn. Đấy, cái tư thế này tư thế rất tốt khi vận chuyển chim. Xốp này kể có rơi mạnh thì chim cũng không bận gì. Đấy, bây giờ là mình sẽ cho đi ngủ thì mình để nó vào đây nó ấm.
Nếu mà nuôi chim non thì chúng ta lên nên nuôi tập thể để cho nó tự sưởi ấm nhau. Tự sưởi ấm nhau. Mình chụp cái này một chút. Thì tầm trưa mai bạn ở trên, mặc dù mình chả biết tên, chả biết mặt, nhưng mà mình cũng gửi để lấy niềm tin từ khách hàng. Mà cũng xưa với các bạn là mình gửi một đôi chim từ ga Hà Nội vào ga Sài Gòn là mất tổng thể là 36 tiếng. Ví dụ như là sáng nay lên tàu này, thì hết ngày hôm nay sang sáng mai, đến tối mai thì là đến đích. Mà ở trong ga Sài Gòn thì mình có anh người nhà, anh đón hàng trong đấy và anh giao hàng cho các bạn ở trong Sài Gòn, và các bạn có thể là trả tiền cho anh ấy, nhưng không phải chuyển khoản trước được. Bên mình là muốn thiết lập một cái mối uy tín làm ăn. Các bạn yên tâm là lấy giống chim ở bên cơ sở mình rất là đảm bảo. Đấy, như thế này thì các bạn đậy kín vào, chim rất là ấm. Chim rất ấm. Chim rất ấm. Để cái rổ này là tại sao mình để cái bóng vào, vì nó không lọt gió vào. Nó úng ra thì chỉ cần hở được đủ thở thôi. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm. Hy vọng rằng vườn chim Vũ Văn Thao ở xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội sẽ gây được uy tín, thương hiệu và cũng giao lưu được với rất nhiều anh em, khách hàng, những người yêu con chim cu gáy. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình và tiếp tục đón nhận những sản phẩm độc đáo từ con chim cu gáy của mình.